Giang Nhẫn đang đứng ở vị trí mà lần trước anh lái xe đụng vào gốc cây chở Mạnh Thính. Trời cực nóng, anh ra một thân mồ hôi. Mái tóc đen ướt sũng, anh đang cầm một cái hộp trong tay. Anh đứng tại dưới ánh mặt trời, một gương mặt sắc bén hung hăng. Giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên, Giang Nhẫn. Giang Nhẫn nhìn thấy cô thì không che giấu được nụ cười trên môi. Anh nói, lần trước vào hôm Giáng sinh, quà tặng sinh nhật em anh không có đưa, lần này bổ sung. Trong đáy mắt anh dày đặc tia sáng rực rỡ, anh không nói cho cô biết, thật ra anh vì cô, mà tự tay mình làm một quả cầu tuyết chứa đầy hoa tuyết rơi bên trong. Sau đó băng tan, trái tim anh cũng lạnh đến nhức nhối. Nhưng giờ đây khi đứng trước mặt cô, nó lại một lần nữa đập thình thịch ấm áp vô cùng. Anh mở hộp ra, đôi mắt màu trà của Mạnh Thính lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời, đôi giày kia óng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra mỹ lệ hào quang. Trong chớp mắt Mạnh Thính tưởng như mình đã nhìn lầm. Là một đôi giày thủy tinh. Giang Nhẫn đẩy hộp giày lên phía trước, tặng em. Mạnh Thính lui về sau một bước, không cần đâu. Ở đâu mà anh có thứ này? Ánh mắt cô rời khỏi đôi giày thủy tinh, rơi xuống trên bàn tay đang cầm hộp của anh. Rốt cuộc cô cũng đã biết anh vì sao mà cả người đầy mồ hôi như vậy. Giữa trưa tháng 6, trên tay anh đeo một đôi găng tay màu đen. Găng tay bao chặt lấy những ngón tay thon dài của anh. Mạnh Thính hỏi anh, tay anh làm sao vậy? Giang Nhẫn cứng đờ, rồi điềm nhiên như không có việc gì nói. Tặng em thì em cứ cầm đi, không đáng tiền đâu, là người khác cho. Anh giữ lại cái đồ chơi này thì có ích gì? Mạnh Thính mấp máy môi, cô đứng dưới bóng cây, nhẹ giọng nói với anh qua đây một chút. Giang Nhẫn đi qua. Thân ảnh cao lớn ở trước mặt cô, trên tay còn cầm cái hộp kia. Cô duỗi hai tay trắng nõn ra lấy đôi giày kia sau đó lên tiếng, anh tháo găng tay ra đi. Giang Nhẫn bực bội, dữ dằn nói, em cái cô gái này, sao mà lắm chuyện vậy chứ? Cô chỉ kiên định muốn nhìn tay anh. Giang Nhẫn đột nhiên có chút thất bại, mẹ nó, bây giờ không sợ anh nữa rồi đúng không? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu trà ướt đẫm kia nhìn anh lại mềm lòng. Được được được, xem gì thì xem đi. Anh cởi găng tay ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi che kín. Từng ngón tay thon dài mạnh mẽ, đốt ngón tay sưng đỏ, trên tay chẳng chịt vết thương. Vết thương này ở đâu ra vậy? Cô đơn thuần lại thông minh, Giang Nhẫn trầm mặc nói, leo núi, độ cao 70m, người bình thường đều không chịu đựng nổi. Anh bị trượt hai lần, bây giờ ngón tay cũng không thể duỗi thẳng. Có lẽ là ánh nắng quá chói, Mạnh Thính cảm thấy mình sắp bị bỏng mất rồi. Cô nghe thấy tiếng mình rất nhẹ nhàng vang lên, đôi giày này là phần thưởng à? Ánh mắt của cô trượt ê ẩm. Nếu như cô không hỏi, anh có phải hay không liền không có ý định nói. Anh thật là đần quá, học tập đã đần, ngay cả tặng quà cũng đần như vậy. Đôi giày này kích cỡ lớn quá, cô căn bản không thể nào đi vừa. Nhưng lần đầu tiên cô không nói với anh là không cần, mà là đem đóng lại nắp hộp, cảm ơn, nó đẹp lắm. Anh cho là mình nghe lầm. Cô thích sao? Anh bỗng nhớ đến ẩn ý của đôi giày này, không lẽ mấy lời mê tín như vậy mà có ích thật sao? Giang Nhẫn híp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi cô, sau này em còn khiêu vũ nữa không? Mạnh Thính không lừa anh, còn... Anh có thể đến xem được không? Cô há miệng, cuối cùng nói, có thể...